Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như video lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn là iOS 17 xuất hiện vào 2 tháng nữa thì nó sẽ có những gì rồi. Vậy thì cái event để mà Apple họ ra mắt iOS 17 sẽ là WWDC 2023, ở thời điểm hiện tại cũng đã được chốt lịch. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sự kiện này nó sẽ diễn ra trong thời gian là tháng mấy, cũng như là sẽ có những cái sản phẩm nào tiếp theo mà Apple họ muốn ra mắt nhé. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên khi mà các bạn truy cập vào trang web của Apple, trang web chính chủ thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của WWDC 2023. Và thời gian diễn ra sự kiện này sẽ được ra mắt vào từ ngày 5 cho đến ngày 9 tháng 6. Có nghĩa là tính ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ còn đâu đó khoảng 1 tháng rưỡi nữa thôi. Thì chúng ta sẽ được chứng kiến iOS 17, iPadOS 17, nè, macOS 14, đi kèm với đó là watchOS 10. Đó là tất cả những cái phiên bản phần mềm, những cái phiên bản hệ điều hành dành cho những cái thiết bị Apple mà họ sẽ ra mắt trong cái sự kiện lần này. Rồi, ngoài ra thì khi mà các bạn kéo xuống bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có cái địa chỉ mà Apple họ tổ chức cái sự kiện WWDC 2023 là ở Apple Park, một cái địa điểm rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Và gần như tất cả những cái sự kiện lớn thì Apple họ đều tổ chức tại cái địa điểm này. Ở bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có một cái điều mà các bạn cần phải quan tâm, và đây là một cái thông tin cực kỳ là thú vị. Như mình đã chia sẻ với các bạn, bắt đầu từ iOS 16.4, Apple họ có một cái tính năng, đó chính là chúng ta lựa chọn giữa việc là các bạn sẽ cập nhật phiên bản iOS Developer Beta hay là iOS Public Beta. Và nếu như mà các bạn muốn dùng cái phiên bản Developer Beta thì chúng ta sẽ phải có một cái account để mà các bạn đăng nhập vào và chúng ta sử dụng. Thì ở thời điểm hiện tại, Apple họ cũng cho chúng ta đăng ký trước cái account này. Và cái cách đăng ký như thế nào thì video lần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Còn nếu như mà chúng ta không đăng ký thì sao? Thì rất có thể chúng ta sẽ chỉ được dùng phiên bản Public Beta và phiên bản iOS 17 chính thức thôi, chứ chúng ta sẽ không được trải nghiệm phiên bản Developer Beta nữa. Mà thông thường á, những cái phiên bản này nó sẽ ra mắt ngay sau sự kiện WWDC 2023. Mặc dù có những cái điều mà mình sẽ chưa chia sẻ trong video lần này, nhưng bắt buộc chúng ta phải có cái tài khoản này thì chúng ta mới có thể dùng được cái phiên bản iOS 17 Developer Beta. Rồi, ok, như vậy thì chúng ta đã biết được cái sự kiện lần này được diễn ra vào ngày tháng năm nào, cũng như là một số những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Tuy nhiên thì còn một cái sản phẩm nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, và thực sự đây là một cái sản phẩm mà Apple họ đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Một cái chiếc kính thực tế ảo. Và ở cái sự kiện này thì Apple họ cũng sẽ cho ra mắt một cái chiếc kính thực tế ảo của mình. Và theo như một số những cái dữ kiện của mình nhận được á, thì cái chiếc kính thực tế ảo này nó sẽ có hai cái cổng sạc, một cái cổng USB-C và một cái cổng kết nối riêng của Apple, để họ có thể bán kèm một cái dock pin nữa và chúng ta kéo dài cái thời lượng pin của cái chiếc kính này ra. Và thêm một cái dữ kiện nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái chiếc kính này nó sẽ trụ được tối đa trong khoảng là 2 giờ nếu như chúng ta hoạt động liên tục. Rồi, và đó sẽ là tất cả những cái thông tin về WWDC 2023. Về ngày tháng thì gần như là năm nào cũng thế, sự kiện này nó sẽ được diễn ra vào khoảng tháng 6. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản iOS mới, phiên bản Developer Beta ngay sau sự kiện. Và khoảng từ 1 cho đến 2 tuần sau đó thì chúng ta sẽ có bản Public Beta. Và phiên bản iOS 17, phiên bản chính thức sẽ được ra mắt vào tháng 9, sau cái sự kiện Apple họ cho ra mắt những cái chiếc iPhone mới, là những cái chiếc iPhone thế hệ tiếp theo, iPhone 15 series. Và các bạn cảm thấy như thế nào nếu như Apple họ ra mắt một cái chiếc kính thực tế ảo ở trong sự kiện lần này? Sẽ rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta sẽ không hy vọng là nó sẽ bán ngay được, nhưng có một cái gì đó để có thể khẳng định được cái thiết kế của cái chiếc kính đó là như thế nào, phần mềm nó ra làm sao, và cuối cùng giá bán của nó khi được tung ra ngoài thị trường chắc chắn nó sẽ không rẻ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cách để có thể tiếp cận cũng như trải nghiệm cái sản phẩm này của Apple. Các bạn cảm thấy sao về sự kiện WWDC 2023? Và các bạn đang dùng máy gì, và các bạn có sẵn sàng cập nhật lên cái phiên bản iOS mới nhất hay không? Hãy comment với mình để mình cùng biết với nhé. Và cùng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.